Trời thương Phật độ, các tinh cao chiếu, tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, nữ mạng, bước sang năm Giáp Thìn 2024. Nếu như nắm bắt được ba cơ hội này thì giàu sang phú quý hơn người, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Quý tinh chủ tuổi Quý Mão kính mến, người xưa có quan niệm rằng trời sinh mọi người mọi số phận, và sống hay là chết cũng là do số phận định đoạt riêng cho từng người. Hành sự tại nhân, vạn sự tại thiên, mọi may mắn đều là do số phận ông trời đã an bài. Phú quý, sang hèn của mọi người đều là do số phận quyết định, và cũng không có số phận nào là thập toàn, thập mỹ. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, các nhà tử vi học hàng đầu phương Đông đã chỉ ra rằng quý tinh chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963, nữ mạng, chỉ cần nắm bắt được cơ mệnh này thì sẽ xoay chuyển được càn khôn, đạt được mọi điều như ý, vạn sự như mơ, muốn gì được nấy, cầu tài, cầu lộc đều vượt toàn, tránh được đại hạn, xua tan vận xui điều bám, khiến cho vận trình được hanh thông, may mắn bội phần, từ đó tài lộc kéo đến ùn ùn, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia mà giàu có hơn người. Vậy vận trình của quý tinh chủ tuổi Quý Mão diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 như thế nào? Ba cơ hội vàng trong năm đó là gì? Làm sao để giải hung hóa cát? Thì ngay sau đây xin mời quý tinh chủ tuổi Quý Mão, nữ mạng cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết nhé. Đầu tiên, thông tin đặc trưng tính cách tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, nữ mạng. Quý Mão hay còn được gọi là Quá Lâm Chi Miêu, tức là mèo băng qua rừng. Năm sinh dương lịch, từ ngày 25 tháng 1 năm 1963 đến 12 tháng 2 năm 1964. Mạng kim bạch kim, tức vàng pha bạc, con nhà bạch đế, số phú quý, xương con mèo, tướng tinh con hươu. Trong cuộc đời, quý cô tuổi Quý Mão được bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. Tương sinh, thủy, thổ, tương khắc, mộc, hỏa, tam hợp, hợi mão mùi, tứ hành xung, ý ngọ mão dậu. Người tuổi Quý Mão trời sinh được Phật Văn Thù Bồ Tát hộ mệnh, người tuổi này được trời phú năng lực lãnh đạo tiềm tàng, lại thông minh, hiểu biết rộng, thường được trọng vọng trong tập thể. Tuổi Quý Mão thuộc dòng dõi con nhà Hắc Đế, có số phú quý, học hành thành đạt, tính tình ôn hòa, mềm mỏng. Song họ là người có bản lĩnh, lòng tin kiên định, theo đuổi đến cùng mục đích của mình, tốt số thì làm quan làm tướng. Tuổi Quý Mão vốn tính ôn hòa, mềm mỏng, chuộng hòa bình, cử chỉ và lời nói luôn nhã nhặn, thanh lịch, với bề ngoài nhã nhặn ấy làm cho mọi người dễ hiểu nhầm về bản chất của con người tuổi Quý Mão. Thực ra họ là người có ý chí kiên cường, lòng kiên định, bất di bất dịch. Những người tuổi Quý Mão nữ mạng nổi tiếng bởi sự nhanh nhẹn, tháo vát không ai bằng. Họ ít khi tập trung vào công việc, nhưng khi đã làm hết mình, tuổi Quý Mão nữ mạng thường đạt được thành công ngoài mong đợi. Những người này không thích sự ồn ào của đám đông, thay vì tham gia các sự kiện lớn, họ lại chọn những nơi uy tín, ít người để nghỉ ngơi, thư giãn. Bởi vậy, nhiều người cho rằng tuổi Quý Mão nữ mạng thật lười biếng, không có trách nhiệm. Có thể nói, tuổi Quý Mão nữ mạng thuộc vào top những con giáp may mắn nhất cả về đường công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên trong cuộc đời. Mỗi khi khó khăn, tuổi Quý Mão nữ mạng lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng, sẽ đạt được nhiều thành công. Trong cuộc sống thường nhật, tuổi Quý Mão rất vui vẻ, cởi mở, nhưng một khi đã bị xúc phạm, tuổi Quý Mão nữ mạng trở nên thờ ơ, lạnh lùng một cách đáng sợ. Tuy nhiên, họ không giận dỗi ai quá lâu vì tính cách họ luôn cảm thông, dịu dàng và ân cần. Điều đó khiến mọi người cảm thấy hài lòng và dành nhiều tình cảm yêu mến cho tuổi Quý Mão, nữ mạng trong cuộc sống. Với mọi mối quan hệ, họ tìm cách dĩ hòa vi quý, thêm một người bạn và bớt đi kẻ thù. Tuổi Quý Mão nữ mạng không thích chiến tranh, mâu thuẫn, gây sự với bất kỳ ai. Nhưng một khi có người xúc phạm, họ sẽ trở nên cau có, khó chịu. Người tuổi này có nhiều mục tiêu chí hướng, song không quyết tâm, kiên trì, thường nản chí trước những khó khăn, thử thách. Thay vì đối mặt với nguy hiểm, thì họ chọn cuộc sống an phận, bình yên. Tuổi Quý Mão nữ mạng coi trọng tình cảm hơn là tiền bạc, giàu sang, uy quyền với họ chỉ là giấc mơ phù du của con người. Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi Quý Mão nữ mạng khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác, tuy nhiên,
Họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu có áp lực căng thẳng, tuổi Quý Mão nữ mạng sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Có lúc sự bình thản của họ được cho là thờ ơ, vô tâm. Khi mọi người đang cùng nhau hợp sức để chiến đấu với những khó khăn, thử thách thì tuổi Quý Mão nữ mạng lại tìm đến những nơi yên tĩnh, trong lành để nghỉ ngơi. Họ bảo thủ và không chịu lắng nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai. Phụ nữ tuổi Quý Mão nữ mạng luôn hiền dịu, đảm đang, thông minh, thích giúp đỡ người khác mà không nghĩ tới sự trả ơn. Họ luôn cảm thông và biết chia sẻ nỗi đau khổ của người khác. Tuổi Quý Mão rất thích ăn diện, đặc biệt họ có thể ngồi hàng giờ ở trước gương để trang điểm. Ngược lại thì đàn ông tuổi Quý Mão lại rất ân cần, lịch sự và gọn gàng, lời nói, cử chỉ luôn hòa nhã, khiến mọi người luôn khắc phục sự thông minh, cơ trí và nghe theo lời khuyên bảo của tuổi Quý Mão. Tuy nhiên, vì sự tự tin mà Quý Mão luôn cho mình là đúng, đôi khi dẫn tới tình trạng chủ quan quá mức. Nói tóm lại, người tuổi Quý Mão sẽ vượt qua trở ngại trên đường đi để vươn tới đích. Họ là người không thích trốn đông người, ồn ào, nhưng khi họ cần, vẫn có thể hòa nhập cùng mọi người. Trong cuộc sống, họ luôn tìm cách né tránh xung quanh, xung đột, mâu thuẫn, nhưng rơi vào trường hợp bất đắc dĩ, họ vẫn có biện pháp thích đáng để bảo vệ quyền lợi của mình. Người tuổi Quý Mão cũng là người rất tự tin vào năng lực cùng trí tuệ của họ, vì thế họ dễ dàng tìm được hạnh phúc và sự đủ đầy. Cuộc đời người tuổi Quý Mão có nhiều hay đẹp, mọi chuyện đều được như ý muốn, sự nghiệp nhanh chóng được tạo dựng, tiền vận vất vả đôi lần, trung vận gặp nhiều may mắn, thuận lợi liên tiếp, hậu vận được thảnh thơi, hưởng phúc. Và từ năm 2024 này, tuổi Quý Mão là 62 tuổi, chính thức thoát khỏi sao quả tạ, thái tuế và hạn 5 tuổi. Bản mệnh không chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm sau một năm đầy chật vật mà còn có cơ hội thành một trong những con giáp giàu sang trong năm 2024. Được cát tinh nhập mệnh lại thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên bản mệnh dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc. Cũng bởi bạn luôn tin rằng nỗ lực mình bỏ ra rồi sẽ có ngày được hưởng thành quả ngọt ngào, không vì những lời nói ra nói vào làm lung lay ý chí, những ngày khốn khó sẽ dần lùi xa. Chỉ cần bạn biết nắm bắt cơ hội thì có thể nói khoảng thời gian sắp tới sẽ là những tháng ngày huy hoàng, rực rỡ trong cuộc đời của bạn. Điềm báo cho thấy, tử vi năm 2024 tới chính là thời điểm tuổi Quý Mão như con diều no gió, bay cao trên con đường công danh, sự nghiệp. Những năm tháng tuổi trẻ không ngừng phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm tuổi này, từng bước cao, khẳng định và nâng vị thế của mình luôn được cấp trên đánh giá cao. Sự ổn trọng và chắc chắn, làm việc tới nơi tới chốn đã làm nên thương hiệu của bạn, chẳng việc gì qua tay con giáp này mà không được hoàn thành gọn gàng, năng lực của bạn đã là điều không cần phải bàn cãi. Tiếng lành đồn xa, ngày càng tạo dựng được địa vị trong xã hội. Không chỉ thành công, giữ vị trí trọng yếu ở nơi làm việc, con giáp này còn đầu tư kinh doanh bên ngoài và thành công lớn, thu nhập cả chính và phụ đều tăng cao, muốn nghèo cũng khó. Kim đầu tinh mang theo vận tài lộc sáng rõ, trải qua những tháng ngày thực sự khó khăn và vất vả. Có thể nói, mọi thành công và sung túc lúc này là hoa thơm, trái ngọt mà những người này xứng đáng nhận được. Trời sinh những chú mèo, vốn là những người thông minh và tài năng, ban đầu chịu khá nhiều vất vả, mệt nhọc, chăm bề. Nhưng khó khăn chỉ càng khiến bạn thêm nhiều động lực và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm xương máu, con đường công danh vì vậy mà thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh không nhu cầu giàu sang, nhưng cũng không chấp nhận buông xuôi, mặc kệ hoàn cảnh, tuổi Quý Mão không bao giờ cho mình nghỉ, luôn phải vươn lên, cố gắng hết sức, đến thời điểm chín muồi, bản mệnh sẽ có được tất cả vinh hoa, phú quý và năm 2024 chính là lúc bạn đạt đỉnh cao tiền tài và danh vọng. Tổng quan tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 tuổi Quý Mão sinh năm 1963 theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, người tuổi Quý Mão có thiên can quý, ngũ hành thuộc thủy, gặp năm 2024, thiên can giáp, ngũ hành thuộc mộc là chủ về bình hòa. Mọi việc êm đẹp, lại có vận quý nhân khá vượng, lúc gian khó có người đứng ra trợ giúp, công việc có tiến triển mới, tình hình tài chính cũng khả quan hơn trước. Xét về địa chi, thìn gặp Mão là lục phá, điều kiện ngoại cảnh tác động, trước mắt có thể sẽ thấy nhiều thử thách, nhưng đằng sau đó là những cơ hội, những niềm vui bất ngờ cho quý bác tuổi Quý Mão, nữ mạng. Xét về ngũ hành, bản mệnh khắc chế lưu niên, mọi việc tiến triển vẫn khá tốt, duy chỉ có sức khỏe giảm sút hơn so với trước kia. Tiểu kết,
Năm 2024 này là một năm có thách thức nhưng cũng có cơ hội đối với người tuổi Quý Mão. Muốn gặt hái thành công, chủ yếu bạn vẫn cần phải dựa vào chính sức của mình. Khi bạn chịu cố gắng thì ắt gây ấn tượng được với quý nhân và được đối phương nâng đỡ. Tuy nhiên, có điều cần lưu ý, vì công việc vất vả nên sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu suy giảm. Thứ hai, xem tử vi tuổi Quý Mão năm 2024 theo sao hạn. Năm 2024 nữ mạng gặp sao Thái Bạch. Sao Thái Bạch là một trong số hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp hạn sao Thái Bạch chiếu mệnh, thường hao tốn tiền bạc, tài sản lớn, gặp nhiều kẻ xấu hãm hại, rắc rối với luật pháp, thậm chí có thể bị trắng tay. Công việc có tiểu nhân quấy phá, hãm hại, sao này tác động xấu nhất vào các tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch. Nên trong 3 tháng này, các bạn hạn chế xuất số tiền lớn để đầu tư hay làm việc gì ngoài tầm kiểm soát, kẻo dẫn đến họa tiêu tán tài lộc. Người gặp sao Thái Bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ. Ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó, người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh. Gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn, vận trình cũng được bình an. Thứ ba, xem tử vi tuổi Quý Mão năm 2024 theo hạn tuổi. Hạn Thiên La tọa mạng nên trong năm các bác chú ý sức khỏe của mình. Hạn Thiên La là một trong hệ thống 8 hạn luân phiên theo năm đối với các tuổi. Nếu gặp năm hạn Thiên La này, sức khỏe và tâm lý của đương số không được ổn định. Nhắc đến hạn Thiên La, ông bà xưa có câu: Thiên La bệnh ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an. Đối với sao Thiên La này, nếu vi phạm, làm trái vượt qua thường, sẽ gặp rắc rối đến liền, nhẹ thì mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán, đả kích mạnh mẽ, nặng thì say sưa kiện cáo và thậm chí phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thứ 4, vận niên năm 2024 của tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Năm 2024, tuổi Quý Mão gặp vận niên Hầu Thực Quả. Hầu Thực Quả là hình tượng khỉ được thỏa sức tự do ăn hoa quả, năm nay bản mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn. Có những công việc bị ách tắc từ thời gian trước thì đến nay lại gặp được cơ hội giải quyết dứt điểm. Đây là vận niên tốt, mang ý nghĩa, no đủ. Năm này làm việc gì, dù to dù nhỏ, đều có lợi. Nhiều buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, vận khí cát lành, son đỏ. Đường công danh như rồng gặp may, bản mệnh cứ thẳng bước tiến về phía trước, mặc cho có người ghen tị, gây khó dễ, kinh doanh, buôn bán thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, trong năm nay gặp vận niên này, đường tình duyên của bản mệnh không được tốt đẹp cho lắm, hay bị nghi kỵ ghen bóng ghen gió. Bởi vậy năm nay bản mệnh nên giữ mình cẩn thận và thủy chung. Tiếp theo là chi tiết tử vi tuổi Quý Mão theo từng phương diện trong cuộc sống năm 2024. Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, bước sang độ tuổi 62, một năm có được nhiều cát tinh che chở, quý nhân hỗ trợ. Chính vì vậy, bản mệnh có cơ hội để bứt phá, đạt thành tựu đáng kể trong cuộc sống. Về mặt sự nghiệp, tuổi Quý Mão năm 2024 có cát tinh thiên tài che chở, vận kiếm tiền đầu tư vô cùng thuận lợi. Thời gian tới, nhờ thông qua trợ lực, đương số có cơ hội đi xa, được dịp mở rộng quan hệ, hợp tác làm ăn, có quý nhân phù trợ, không ngừng khẳng định uy tín và thăng tiến chức vụ, công việc kinh doanh buôn bán cũng thuận lợi hơn trước, gặp nhiều may mắn, buôn bán có duyên, ngày càng mở rộng quy mô. Có điều, ngũ hành bản mệnh sinh xuất cho lưu niên, lại thêm các cát tinh hỗ trợ nhiều hơn cho nam giới nên nữ mạng tuổi Quý Mão, dù có đạt được nhiều thành công lớn nhưng rất vất vả lao lực, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe và chuyện tình cảm. Sự nghiệp của người tuổi Quý Mão trong năm 2024 nói chung khá thuận lợi. Bạn có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, mối quan hệ giữa bản mệnh với lãnh đạo, với nhân viên, cấp dưới hay đồng nghiệp đều hài hòa, tạo tiền đề cho sự thăng tiến dễ dàng. Lúc này, bản mệnh nên tận dụng khả năng ngoại giao của mình để mở rộng thêm các mối quan hệ của mình. Như vậy thì bạn dễ nhận được sự đề bạt, ủng hộ của mọi người mà khi khó khăn xảy đến cũng sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ. Ngược lại, nếu lơ là việc xây dựng các mối quan hệ xã giao, tự coi mình là nhất,
coi thường những người khác, không chịu tiếp thu ý kiến của mọi người, thì bạn sẽ vướng vào thị phi. Dù năng lực có được khẳng định, nhưng cũng chỉ được đề bạt lên chức phó hoặc vị trí không trọng yếu, khiến con đường thăng tiến gặp trở ngại, tốn thêm nhiều công sức, hao thêm nhiều tiền của. Về mặt tài lộc, đối với người tuổi Quý Mão thì càng về hậu vận, vận trình của con giáp này càng lên như diều gặp gió, như thuyền gặp biển, như cá gặp nước, tăng tiến không ngừng, dần chạm đến mức đỉnh điểm. Trong năm 2024 này, bất kể là làm việc gì, người tuổi Quý Mão có vận khí tốt, vô cùng hanh thông, thành công nối tiếp thành công. Đặc biệt trong năm 2024 này, những người tầm tinh con mèo sẽ được thần tài ưu ái rất nhiều, cho họ nhiều cơ may kiếm tiền. Tài lộc cứ thế ùn ùn kéo tới, chẳng ai có thể cản nổi, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, hứa hẹn một tương lai tươi sáng, sắp đến của con giáp này. Không chỉ chính tài có thêm thu hoạch, thiên tài cũng đang soi sáng đường đi nước bước cho bản mệnh, chuyện làm ăn kinh doanh cực kỳ tốt, ai mà làm nghề tay trái thì có thêm những hướng phát triển mới trong tương lai, hãy cố gắng nắm bắt thời cơ thật tốt nhé. Chắc chắn sắp đến ngày cầu được ước thấy, vạn sự như ý, tiền đổ về túi mà đếm tiền cũng muốn liệt đôi tay. Tuy nhiên, thầy Tử Vi cũng có nhắc thêm Quý Mão rằng, dù hứa hẹn một năm, nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu nhưng bản mệnh nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu nhé. Hết sức tránh tình trạng lãng phí, kẻo tiền mồ hôi, xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Bởi vẫn có thời điểm bản mệnh đối mặt với nhiều khó khăn, tiểu nhân ghen tị, gây chuyện thị phi, tuy nhiên ảnh hưởng không quá lớn. Trong gian khó, bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Về mặt tình cảm, gia đạo. Năm 2024 bản mệnh có thể yên tâm với các mối quan hệ tình cảm, gia đạo, làm ăn của mình, gia đình êm ấm, có thể đón tin vui về chuyện con cái học hành, giỏi giang, chăm ngoan. Đặc biệt, thời gian tới, người tuổi Quý Mão không còn cảm thấy quá áp lực về tinh thần, vì thế mà chuyện tình cảm gia đạo cũng thêm phần hài hòa tốt đẹp, vượt hòa khí suốt cả năm 2024. Năm mới có hồng loan, chủ đào hoa tinh chiếu mệnh, lại thêm quả tú khắc chí nào hoa, báo hiệu chuyện tình cảm của những người độc thân có sự chuyển biến mạnh, nhất là nữ giới. Nữ mạng tuổi Quý Mão có mở rộng quan hệ xã giao, có nhiều cuộc gặp gỡ chất lượng, có thể nảy sinh tình cảm tốt đẹp trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có quả tú hung tinh, đại diện cho những áp lực cuộc sống hay cảm xúc xáo trộn bên trong, ngăn cản, tuổi Quý Mão vẫn có xu hướng khép mình, tập trung nhiều cho sự nghiệp hay gia đình hơn là chuyện tình cảm cá nhân, vì thế mà tự nảy sinh mâu thuẫn, có thể lỡ sở hạnh phúc trong tầm tay. Về phương diện sức khỏe. Phương diện sức khỏe của bản mệnh trong năm 2024 không có quá nhiều biến động. Nhìn chung bản mệnh không mắc trọng bệnh, dễ gặp dữ hóa lành. Có điều, nhiều thời điểm trong năm, sức khỏe suy giảm, bản mệnh dễ đổ bệnh, dù không phải bệnh nguy hiểm, nhưng cũng gây không ít rắc rối cho cuộc sống và vấn đề tài chính. Theo đó, trong cuộc sống hay lao động, bản mệnh cần nâng cao tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, đề cao cảnh giác, không chủ quan, có như vậy mới tránh được nguy hiểm bất ngờ. Vâng, thưa quý vị, về tử vi tuổi Quý Mão 2024 khá cát lành, đón nhận không ít may mắn, các phương diện cuộc sống không có quá nhiều thử thách hay khó khăn, thậm chí nếu gặp phải trở ngại, cũng có quý nhân ứng cứu kịp thời, nên hành sự thuận lợi, hứa hẹn đạt được thành công đáng ngưỡng mộ. Hóa giải vận xui năm 2024, tuổi Quý Mão, ở từng phương diện. Về công việc, chú trọng mở rộng các quan hệ hợp tác làm ăn, các mối tốt từ đó mà ra, nếu phải tốn nhiều tiền cho các mối quan hệ hữu hảo, cũng không cần quá lo lắng, hãy coi đó là một khoản đầu tư, giúp bạn kiếm thêm thật nhiều lợi nhuận khác. Về tiền bạc, là cực sinh bi, dù cát khí vây quanh nhiều đến mấy, đương số cũng không nên lơ là, cảnh giác. Ngược lại, phải cẩn trọng trong hình sự trong năm nay, với bức tranh kinh tế toàn cầu không mấy lạc quan, đương số nên hạn chế tiến hành đầu tư mạo hiểm, đặc biệt là đầu tư lướt sóng. Điều đó sẽ khiến bạn hao tổn tiền bạc nhanh chóng, thay vào đó có thể cân nhắc các hạng mục kinh doanh dài hạn, hợp tác cùng với bạn bè để làm ăn chung. Về tình cảm, phương diện này cát lợi trong năm nên không phải suy nghĩ nhiều, làm chủ cảm xúc, giúp bạn điều hòa tốt tình cảm gia đình và quan hệ xã giao. Một số cặp vợ chồng đón tin vui từ con cái, được thành danh, học tập tốt. Bản mệnh có thể bày thêm biểu tượng, tỳ hưu, phong thủy hoặc tượng phúc lộc thọ trong nhà trong năm 2024 này nhé. Về sức khỏe, tuổi Quý Mão chỉ cần duy trì tập luyện thể thao hàng ngày,
tập hít thở sâu, ăn uống lành mạnh, với khẩu phần ăn nhiều rau củ, trái cây hơn là sẽ duy trì thể trạng tốt suốt năm Giáp Thìn 2024 để tăng thêm phúc phần cho chính mình. Người tuổi Quý Mão đừng quên phát tâm hành thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh. Nếu có thể, hãy chú ý tới âm phần của gia đình nhiều hơn. Thành tâm cúng bái gia tiên, xem xét vấn đề phong thủy, mộ phần, được như vậy, chẳng khác nào âm dương tương ứng, giúp bạn gặp may mắn ngay cả trong tình huống nguy nan nhất. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Người biết buông bỏ là người chiến thắng trong cuộc đời này. Chỉ khi một người có lòng bao dung hết thảy và biết buông bỏ những gì không đáng có, thì mới có thể dung nạp vạn vật và thành tựu sự nghiệp. Không cần phải trở thành vĩ nhân, nhưng nắm giữ bí quyết này, bạn sẽ luôn hạnh phúc trọn vẹn. 1. Buông bỏ áp lực. Kỳ thực, đối với mỗi người mà nói, mệt hay không mệt đều là do tâm thái của chính bản thân mình quyết định. Mỗi ngày chúng ta đều phải trải qua vô vàn sự việc vui vẻ có, buồn thương có, tất cả chúng đều xuất hiện thường xuyên với mỗi người. Một khi trong lòng chất chứa quá nhiều thì sẽ trở nên hỗn độn, không có trật tự. Vì thế mà tâm hồn cũng loạn theo, khi ấy đem chút thống khổ vô vị ấy bỏ xuống thì trong tâm tất có chỗ cho niềm vui và khoái hoạt lấp đầy. Mãi trói buộc trong những điều phiền muộn mà quên mất lý trí để vui sống, đó chính là nguyên nhân khiến bạn luôn cảm thấy u buồn. 2. Buông bỏ phiền não. Hạnh phúc khoái hòa kỳ thực rất đơn giản, nó không ở quá xa so với những gì bạn tưởng tượng, học được cách bình tĩnh tiếp nhận sự thật, học được cách thuận theo tự nhiên, học cách thản nhiên đối mặt với những điều không may mắn, học cách tích cực đối đãi với nhân sinh, học cách nhìn vào điểm tốt trong hết thảy mọi việc. Như vậy ánh mặt trời ấm áp sẽ tràn ngập trong lòng bạn, xua đi nỗi sợ hãi những đen tối và những nỗi lo lắng phiền muộn. Khoái hoạt hạnh phúc kỳ thực rất đơn giản, đừng để bản thân mình chìm đắm vào những nỗi niềm không vui thì bạn đã hạnh phúc rồi. 3. Buông bỏ tâm lý tự ti. Không phải ai cũng đều có thể trở thành vĩ nhân, nhưng mỗi người đều có thể trở thành người có nội tâm mạnh mẽ, tin tưởng vào bản thân mình, tìm đúng vị trí của mình, thì bạn đã trở thành một người có được giá trị nhân sinh rồi. 4. Buông bỏ tâm lười biếng. Không cần phải luôn nhìn vào cuộc sống của người khác để rồi ngưỡng mộ, bởi vì bạn hoàn toàn có thể đạt được những điều ấy khi buông bỏ tâm lười biếng, cố gắng tận tâm là có thể cải biến được vận mệnh của mình. Có thể luyện một động tác đơn giản để xuất thần nhập hóa, thì bạn đã có tuyệt chiêu của mình. Còn nếu có thể làm một việc nhỏ bình thường đến mức thuần thục, thì bạn đã là người có kỹ xảo. Luôn nhắc nhở bản thân là một người tiến bộ, vui vẻ, hạnh phúc và lương thiện, thì bạn nhất định sẽ có một tương lai tươi sáng. 5. Buông bỏ suy nghĩ tiêu cực, tuyệt vọng. Chỉ cần nguyện ý, bạn hoàn toàn có thể trở thành một người tốt nhất trong cuộc đời này. Không ai có thể chi phối được thắng thua trừ chính bản thân bạn. Thái độ sống của bạn như thế nào sẽ quyết định vận mệnh của bạn như thế ấy. Nếu luôn mang trong lòng những suy nghĩ tiêu cực và nỗi tuyệt vọng, thì sẽ chỉ khiến bạn chìm đắm vào đó mà không nhìn thấy ánh sáng của tương lai mà thôi. 6. Buông bỏ tâm oán giận. Người ta nói rằng, tất cả những thất bại trong cuộc đời mỗi người đều là chuẩn bị cho thành công. Oán giận cùng với nản lòng chỉ có thể làm vật cản trở trên bước đường tiến đến thành công của bạn. Buông bỏ oán giận mang tâm bình thản mà tiếp nhận thất bại, đấy chính là tâm thái của các bậc trí giả. Oán giận không thể thay đổi được hiện trạng, thuận theo tự nhiên mà cố gắng mới có thể mang đến hy vọng. Mỗi chúng ta đều có điểm mạnh của mình, chỉ cần bạn không để bản thân mình bị mai một thì nhất định sẽ tỏa sáng trong tương lai. 7. Buông bỏ tâm hẹp hòi ích kỷ. Một khi có tấm lòng rộng mở, khoan dung thì trời và đất cũng sẽ rộng lòng khoan dung với bạn. Khoan dung là một mỹ đức, khoan dung tha thứ cho người khác thực ra cũng là đang trải đường cho bản thân mình. Người biết khoan dung thì sẽ không lo được và mất, mới có thể bao dung hết thảy những hỉ nộ, ái ố trong cuộc đời. Biết buông bỏ bạn đã là người thắng cuộc trong đời. Buông là một loại giải thoát, một loại ngộ đạo. Buông là một loại lựa chọn của tâm thái, là trí tuệ của cuộc sống. Học được cách buông bỏ thì những áp lực phiền não, người đối địch thống khổ đều sẽ giảm đi rất nhiều. Lời Phật dạy. Quý vị thân mến, Phật giảng rằng, nhân sinh như mộng, người ta đến cõi đời với hai bàn tay trắng và ra đi cũng là tay trắng bàn tay. Tất cả những gì gặt hái được trong cuộc đời như danh vọng, quyền thế, địa vị, tiền tài, vật chất đều rất ngắn ngủi, hư vô, cũng giống như nàng và phát xa phát đây tờ, người phụ nữ lừng danh khắp thành Mascara năm xưa. Ai có thể ngờ rằng, cho đến một ngày, nhan sắc diễm lệ kia không còn nữa, danh tiếng trước kia là hư ảo và những hoan lạc một đời, nay nhường chỗ cho cái đau đớn trên thể xác. Sắc đẹp có phải của bạn không? Thực tế là không,
bởi nhan sắc rồi sẽ cùng phai tàn khi tuổi xuân qua đi. Danh tiếng có phải của bạn không? Không phải, bởi tiếng tăm phụ thuộc vào cái nhìn của những người xung quanh. Khi cái nhìn của họ thay đổi, thì rất có thể danh tiếng của bạn cũng không còn. Tình cảm, địa vị và tiền tài có phải của bạn không? Cũng không, bởi đến phút cuối đời, bạn sẽ không mang theo được gì cho mình. Ai cũng biết cuộc sống là mộng ảo, nhưng không ai có thể thoát khỏi những cám dỗ của danh lợi. Chỉ khi đến hơi thở cuối cùng, người ta mới nhận ra rằng tất cả những chi cầu trước kia đều trống rỗng, hư không. Vì thế, hãy xem nhẹ vật chất, xem nhẹ mọi dục vọng để đời sống với tâm hồn trong sạch và thản nhiên. Như vậy, bạn sẽ là người giàu có nhất thế gian. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, nữ mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.